nha, em để em cho cả nhà coi, chuột nó kéo em dơi á. Cái cái gì? À con đạp được rồi, em ngủ cà phê bên kia kìa mà nó kéo. Mẹ ơi con đạp được rồi. Đạp đâu, đạp sao, đạp sao, đạp sao vậy? Rồi quay đầu lại đây, đây chạy lên đây nè, quay đầu lại đâu, chạy sao đâu. Trời ơi, nãy giờ đi lấy xe mới rồi, đi đạp được rồi, đạp được không, đạp được không được, mai mốt mẹ mua cho chiếc đạp. Rồi sao nãy giờ con không đạp được, trời ơi. Đạp đằng đó được mà đạp đằng đây đâu không được hả nó. Rồi đạp ơi, con phải kêu cha mới được hả? À con phải kêu cha mới được hả? Rồi kêu cha đặng phe hả? Rồi chạy chừng đụng rồi, rồi cha đâu, kêu coi cha con đạp được rồi này cha. Trời ơi, em đưa em với chồng em đưa ngủ mà phải ở đây nè, mà nó đi vô trong tuốt ở đâu, trong nhà trong kia kìa, nó lấy được cái xe rồi nó ghéo dơ dơ đó. Con lấy được mà. Ở đâu, nhà ở đâu? À là lấy trong nhà đó đó hả? Rồi chạy ra đạp nó lấy được, nó chạy được, nó đạp được rồi, nó gói em, nó ghéo em dơ dơ ra. Mẹ ơi con đạp được rồi, con đạp được rồi. Rồi sao mà đạp vô kẹt rồi sao đi? Trời ơi, chuột giỏi quá ta. Nị ơi, con đừng có bày ra nữa nha Nị, con đừng có lấy ra nữa. Lấy xe này của chị Nị mới được. Lấy xe này của chị Nị mới được hả? Rồi. Rồi. Cho em mượn đi con, em mượn đi. Nó mượn đó. Nó chơi một vòng là nó trả. Nó chơi một vòng là nó trả hà, con chơi cái mấy đường chút xíu nó trả hà, con một sức con chơi. Rồi. Ngồi đi con, ngồi lên. Ok, chạy rồi. Chạy gì đó hả? Trời ơi. Ừ có đèn luôn hả? Vậy là có đèn. Ừ có đèn, chạy đi. Ok nó. Phải chạy dừng đụng nha, né nha. Để cái xe ra ngồi. Đặt cái ngồi. Ừ. Ngồi chạy được không? Ngồi chạy không được hả? Chạy không được, nó giục vỏ rồi luôn rồi đó. Nó giục vỏ rồi đó. Rồi đổi rồi. Rồi để chị Nị trả. Trời ơi, cô không nhận rồi. Ok. Để chị Nị trả. Rồi ok. Cho chị Nị chạy một vòng đi, cho chị Nị chạy một vòng đi, con mới chạy một vòng mà. Mẹ. Trời ơi, dục xe này chứ nó giận dục xe chị Nị vô thùng rác luôn. Trời ơi, trời ơi con. Nè. Ôi. Ôi đồ dục xe của chị Nị vô thùng rác luôn rồi. Chị Nị chạy một vòng mà chị Nị trả, con đem xe lại kia đi. Anh em gì hết trơn á. Không anh em gì trơn luôn hả? Trời ơi, nó nghĩ anh em luôn rồi, cả nhà ơi, thiệt là tình á. Nó nghĩ anh em rồi, nó giận lên nó nghĩ anh em mà nó dục xe người ta mà nó giận lên nó nghĩ anh em cho rồi, nó đòi cái xe thôi đó, mà làm gì đó. Thôi kìa. Ừ, nó chạy tuốt ở đằng kia. Không. Đâu rồi? Chạy đâu mất tiêu rồi. Đi hai chị em đi chơi, bỏ dép. Nị à, tôi trả lại cho em đi con. Em nó mượn con chạy một vòng rồi. Giờ tới em. Nghe không Nị? Nị. Rồi chị Nị trả nè. Rồi chị Nị trả. Đừng có chành của sao nghe. Rồi chị Nị trả rồi nè. Nè chị Nị trả. Nè lên chị Nị trả rồi. Nè Nị, em quên chuột, chị Nị trả rồi con. Chị Nị trả lên, là chạy đi. Không lên là tôi đi. Nó. Nè lên. Lẹ. Quá trời xe luôn rồi, đi lẹ lên lên, con lên không? Lên đi. Lên đi. Trời ơi. Thôi con đừng chọc em nữa, con có quá trời xe kìa, con nhường cho em đi. Trời ơi, giờ có lên ngồi không? Lên đi. Rồi lên đạp xe đi, con đạp đi, tập đi. Bỏ chị Nị vô. Ừ, đạp đi. Rồi đạp bỏ chị Nị đi. Ừ. Rồi đạp đi. Rồi quẹo qua chỗ khác, quẹo chỗ khác. Ồ. Giỏi chưa? Rồi nay biết đạp rồi đúng không? Mai biết đạp rồi, mai mốt mua xe về đạp được chưa? Đúng. Chạy đua hả? À, mới khóc đó. Rồi chạy đi chơi đi nha, đừng ghéo nữa nha, mà đừng giành lộn nữa nha, không có giành lộn nữa nha, nha không?
nóng thì lại đằng cái quạt đang đứng đi con. Chờ cái bộ chuột đẩy chờ chở chứ đi. Không có gì ngồi không được đâu con, chừng nó hư á. Cái đó bằng gì á? Trời ơi trời, hung dữ rồi, dành hết trơn à. Hung dữ chưa? Hung dữ chưa? Rồi, đi. Đi lại đằng cái quạt đang đực, lại đằng cái quạt đứng con. Cái quạt đằng dựng hai đó. Rồi con chạy đi đâu nữa? Hả? Chạy đi đâu? Đậu xe đây đi chơi. Đậu xe đây đi chơi hả? Không chạy về bãi đi, chạy về đằng cha đi. Chạy về đằng cháu nước dừa đi. Đi. Chạy xe lên cháu nước dừa đi. Chạy xe đi đó chị Nị lấy đó, chạy xe lại đằng cha đi uống nước dừa đấy. Chị Nị lấy rồi cái đầu khóc dành bỏ vậy đó mà tính ta lấy là dành đó. Rồi quay đầu ơi, quay đâu rồi xe chạy sao, xe chạy bệnh viện sao đó, không đeo được đâu con, không làm được đâu, được không? À được đó hả? Trời ơi thiệt. Rồi ok rồi, chạy sao, xe chạy bệnh viện sao đâu, chạy coi. Ừ, chạy bánh lên. Trời ơi, xe chạy dữ rồi. Rồi đi đắng nói với anh yêu đi, anh yêu ơi, anh tới rồi đây. À, chút xíu nữa mà. Chạy. Mạnh lên. Mạnh lên. Ừ, qua cái dốc nữa. Rồi. Ủa. Trời ơi, quay đầu dữ vậy đó hả? Quay. Rồi. Đó, rồi đi đâu đấy, được được. Ừ chị Nị đạp được rồi đó, con đạp đi. Sao vậy? Đạp mạnh lên. Đi đi. Mà đậu mà. Đạp. Đạp coi. Không đạp, thằng ổng không đạp cũng không nổi nữa. Không đạp thân, không đạp muốn nổi kìa. Trời ơi, trời đạp việc mất chết như vậy. Á, đủ quá, đủ. Á, đủ quá, đủ. Xe gì đó mà chơi chạy. Đây là trường đi sức kiện. Đâu, ô, coi kìa. Rồi đua nè. Ủa, thằng chuột cứ đi dưới đâu mà. Thằng chuột chưa xong nữa mà. Rồi, thôi, lại uống nước dừa cái đi. Rồi, uống nước dừa, uống nước gì? Uống nước dừa, uống nước gì qua anh kia? Uống nước đá hả? Rồi uống nước đá thì qua uống nước đá đi. Rồi đó, chơi chạy hồi khát nước rồi. Rồi mà các bạn uống nước đá cho mình coi. Uống thử chú em ạ. Đó là uống nước đá. Uống là say chút nha. Uống đi con, vớt thạch đi, còn mấy cục thạch đó. Đổ á, nghiêng đổ vô áo vậy á. Chứ mấy cục thạch, thạch cho con mà. Rồi đó, đâu rồi? Nó hết rồi, chừng nó hết rồi gì. Kêu cha vớt cho. Qua kêu cha vớt cho, đưa cha vớt cho. Để lên. Qua vớt nó cho nó ăn cái anh. Kìa cha vớt kìa. Còn vô câu nữa không? Chừng nó hết rồi đó, hết thạch không? Còn còn thạch không? Thì còn màu xanh kìa, uống màu xanh không? Rồi uống đi, uống miếng nữa đi. Rồi nó đi kiếm cái xe đó. Đi kiếm cái xe đó.